Xin chào bạn, ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tạo một cái website cho cộng tác viên của mình để họ có thể thực hiện việc kinh doanh cũng như là bán hàng cho cái shop của bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản quản trị tại website. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đăng nhập vào tại trang ecosite.shop và vào mục đăng nhập. Sau đấy đăng nhập vào tài khoản và chọn đến quản trị website và đăng nhập vào. Trước khi để tạo nên một cái website cho cộng tác viên thì chúng ta cần chọn cái giao diện cho cái website đó bằng cách chọn vào mục giao diện và vào kho giao diện. Ở trong này sẽ có rất nhiều những cái mẫu giao diện để cho chúng ta có thể lựa chọn tùy theo chủ đề mà cái người cộng tác viên đó người ta thực hiện việc kinh doanh và bán hàng. Ví dụ là theo chủ đề thương mại điện tử, hay là ảnh viện áo cưới, thời trang hay là mỹ phẩm làm đẹp chẳng hạn. Ở đây tôi sẽ chọn một cái mẫu tại mục thời trang, ví dụ như cái mẫu này ạ, demo 007. Sau đó thì chúng ta sẽ vào mục website và chọn đến cộng tác viên. Đây là danh sách những cái cộng tác viên mà đang thực hiện được cộng tác viên ở trên cái website của tôi. Sau đấy bạn chọn vào tạo website cộng tác viên và nhập những cái thông tin cho cái website của cộng tác viên đó, ví dụ như là tên rút gọn, Dreamkey chẳng hạn. Sau này website được tạo thành sẽ có tên là dreamkey.ecosite.shop và cộng tác viên có thể là đăng ký một cái tên miền khác, có thể mua tên miền .com.vn, sau đấy trỏ về cái địa chỉ website này. Đặt tên cửa hàng, ví dụ như ở đây là shopping online chẳng hạn. Sau đó nhập email vào nhi@nguyenlinhhai.com. Rồi nhập số điện thoại. Bạn chú ý là với mỗi một email và số điện thoại thì chúng ta thì có thể đăng ký được một lần ở trên cái hệ thống này thôi. Sau đấy nhập mật khẩu vào. Họ tên Nguyễn Đình Hải. Chọn tỉnh thành phố nơi mà người cộng tác viên đó sinh sống cũng như là việc thực hiện việc kinh doanh. Và sau này thì chúng ta có thể thay đổi cái địa chỉ này. Link rút gọn website chính là cái tên mã giao diện mà chúng ta vừa lựa chọn ở bước trước. Sau đấy nhập mã xác nhận vào. Sau đấy chọn và tạo website cộng tác viên. Thì trong cái thời gian mà hệ thống dữ liệu đang chạy thì chúng ta sẽ không thực hiện một cái thao tác nào khác. Rồi, như vậy là chúng ta vừa tạo xong website. Sau khi chúng ta tạo xong website thì chúng ta sẽ kích hoạt nó lên bằng cách chọn vào kích hoạt. Như vậy là cái website này đã có thể hoạt động và thực hiện việc kinh doanh cũng như việc bán hàng. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái website mà chúng ta vừa tạo thành xem kết quả nó như thế nào. Đây chính là cái website mà chúng ta vừa tạo thành cho cộng tác viên của mình. Rất là nhanh chóng và tiện lợi, phải không? Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.